Hai móm chào các bạn. Rất nhiều anh chị em để nhắn tin cũng như gọi điện hai móm là nhờ anh hai móm tư vấn để mở một cái kênh YouTube. Bây giờ hai móm chia sẻ một cái chuỗi video trên những cái cơ bản để anh em thiết lập một cái kênh YouTube để anh em làm kiếm tiền hoặc bán hàng trên cái ý tưởng của các bạn. Điều đầu tiên cái video này mình sẽ gửi đến anh em cái chi tiết như thế này. Anh chị em lưu ý nha. Các bạn cầm cái điện thoại hoặc máy tính của mình mở lên. Các bạn tạo một cái Gmail. Thì các bạn không biết tạo Gmail thì trên mạng chỉ rất nhiều. Và hai móm cũng ra video. Các bạn tạo một cái Gmail cho mình. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa các bạn phải xác minh bằng cái số điện thoại chính chủ của mình trên cái chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của bản thân mình. Tất cả những cái Gmail, tất cả cái số điện thoại và mở cái password đều là của mình hết. Không phải lấy cái số điện thoại người khác. Thì các bạn đã tạo cái Gmail xong, đã xác minh bằng điện thoại của mình xong thì bước đầu tiên đã ok. Được không ạ? Các bạn mà chưa biết tạo Gmail thì lên mạng cách tạo Gmail thì nhiều hàng trăm hàng ngàn cái cách hướng dẫn tạo Gmail mới để các bạn sẽ làm. Ok. Điều thứ hai các bạn mở tải cái phần YouTube về, các bạn mở cái YouTube lên thì các bạn đăng nhập cái Gmail mình vào cái YouTube thì các bạn sẽ mở được một cái kênh YouTube cho riêng mình. Được không? Nó đơn giản. Tiếp tục, các bạn chuẩn bị hai tấm ảnh, là một cái tấm ảnh chụp ngang và cái tấm ảnh chụp vuông. Các bạn chụp ngang là các bạn sẽ làm cái ảnh bìa cho cái kênh YouTube của các bạn. Và cái ảnh chụp vuông là các bạn làm cái ảnh đại diện cho cái kênh của các bạn. Các bạn hãy xem vào cái kênh hai móm vlog của hai móm, các bạn xem cái ảnh bìa và cái ảnh đại diện các bạn phải chuẩn bị. Thì các bạn tạo hai ảnh đó thì cái kênh các bạn đã có cái ảnh bìa và ảnh đại diện theo nội dung mà video các bạn truyền tải đến người xem. Thí dụ các bạn làm về ẩm thực đi, thì ở trên cái ảnh bìa các bạn để nội dung ẩm thực hoặc là những hình ảnh ẩm thực trên cái ảnh bìa đó. Thí dụ cái kênh hai món vlog chia sẻ kiến thức làm cơ, chia sẻ kiến thức cơ bản làm YouTube kiếm tiền, là mình chia sẻ những gì mà khả năng mình biết làm YouTube thì trên ảnh bìa có thể hiện các bạn vào xem. Rồi cái ảnh đại diện thì các bạn tùy các bạn chọn. Thí dụ hai món chọn cái ảnh của hai món, hình ảnh cái mặt của mình và mình phối màu và màu trắng đen. Đó là hai cái ảnh đó. Được không ạ? Và tiếp tục là cái tên kênh YouTube của các bạn. Và các bạn cần lưu ý cái vấn đề này nè. Hai móm khuyên các bạn cái tên kênh viết không có dấu nó sẽ tốt hơn là có cái dấu. Thí dụ cái kênh các bạn là hai móm thì viết chữ móm viết không có dấu, viết hai móm thôi thì nó sẽ dễ dàng cho những người nước ngoài, những người những cái nước hoặc là những cái nơi mà viết không dấu nó sẽ ra kênh của các bạn dễ dàng hơn. Song đó có một cái số thiết bị viết không có dấu thì thí dụ cái kênh hai móm vlog người ta viết là hai móm vlog thì nó sẽ dễ ra hơn là có dấu sắc. Thí dụ như vậy. Được không ạ? Điều tiếp tục mà các bạn cần lưu ý là trước khi các bạn đặt tên kênh cho mình, các bạn phải lưu ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các bạn gõ trên Google hoặc trên YouTube cái tên kênh các bạn đang cần đặt tên đó nó có trùng với tên kênh của người nào không. Nếu mà trùng tên
thì tên của họ nhiều sub, nhiều view, họ sẽ đè cái kênh, tên kênh của bạn nằm bên dưới. Có nghĩa là ít trùng tên kênh, nó sẽ dễ dàng cho cái kênh các bạn và nhanh phát triển hơn khi mà các bạn trùng tên nhiều cái kênh khác. Được không ạ? Nên về cái tạo tên kênh nó cực kỳ quan trọng, bước đầu tiên. Nên cái tạo cái tên kênh đó, các bạn phải lấy một cái đặc điểm hoặc một cái gì riêng cho các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn để lại một cái ấn tượng cho người khác nhiều hơn. Thí dụ có một số anh chị em lấy tên kênh rất là hay, rất là tốt, trong đó không có dấu hoặc là những cái tên kênh mà ít trùng tên của người khác. Các bạn tham khảo thêm ở vấn đề này. Nên trong cái chuỗi video này, hai món sẽ chia sẻ từng bước một để các bạn lưu ý. Rồi, muốn hình thành một cái tên, một cái kênh tốt nữa, các bạn phải suy nghĩ trước khi hình thành một cái kênh là kênh các bạn đang làm nội dung gì để truyền tải đến người xem, để kênh của các bạn phát triển. Thí dụ nội dung các bạn làm ẩm thực thì các bạn làm tất cả đều là ẩm thực. Và hai món khuyên các bạn là phải nên chọn một cái chủ đề duy nhất cho một kênh. Thí dụ các bạn đang có một cái khả năng nào đó thì các bạn làm một cái vấn đề. Thí dụ mình có một người anh em làm mài dao về Phạm Sơn, thì cái kênh đó là chuyên về mài dao. Thí dụ anh chị em muốn làm một cái nội dung thứ hai thì có thể anh chị em lập một cái kênh thứ hai trong một Gmail đó cũng được, hoặc là thêm một Gmail mới để làm kênh thứ hai. Các bạn không có trộn lẫn vào nội dung này, nó có chồng với nội dung khác trong một cái video, trong một cái kênh của các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề đó. Thứ hai nữa là các bạn làm và tạo cái kênh YouTube để làm gì? Nếu các bạn mà muốn kiếm tiền YouTube thì cái cách các bạn làm khác, hoặc là các bạn quảng bá sản phẩm của mình đang làm ra để bán cho khách hàng, để giới thiệu đến người xem biết các bạn làm cái nghề của các bạn nhiều hơn, thì cách làm khác. Nên hai món chia sẻ các bạn là cái kênh YouTube làm để kiếm tiền trên cái quảng cáo, thì hai món chia sẻ bằng cái khả năng của mình. Rồi, tiếp tục các bạn chuẩn bị cho hai món ba cái video để tối ưu hoặc là SEO cái video của các bạn. Thì tối ưu này, SEO video này, hai món sẽ ra tiếp cái video kế tiếp. Để mà video này dài quá sẽ các bạn sẽ không nắm được. Mỗi video hai món ra khoảng 8 phút thôi. Để các bạn nắm mỗi video, mỗi cái bước làm khác nhau. Các bạn xem một video, nếu mà không rõ thì các bạn khi xem đi xem lại, nó ngắn, nó dễ dàng hơn là xem video 5 70 phút giống như live stream của hai món. Ok. Rồi. Các bạn chuẩn bị ba video đó, rồi video sau hai món sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết để các bạn làm cho nó rõ hơn. Và những cái nào mà hai món chia sẻ mà các bạn chưa nắm kịp thì các bạn nghe lại, và các bạn gõ trên cái Google có nhiều cái video, cái kênh chia sẻ chi tiết và hướng dẫn các bạn làm. Và hai món cũng đã ra nhiều cái video những năm trước, 199, 2000, 2001 rồi, thì các bạn có thể xem lại. Và bây giờ hai món ra một cái chuỗi video hướng dẫn cho anh chị em đang chuẩn bị làm mới cuối năm 2021 này và đầu năm, trong năm 2022 và về sau. Hai món thì cảm ơn các bạn, mong các bạn xem video này và xem cái chuỗi video này đến anh chị em để mau phát triển thành công trong cái kênh của mình. Hai món xin trân trọng chào ạ. Thank you.